Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, thanh trà được trồng nhiều nhất tại thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Ban đầu vốn chỉ là loại quả trồng ăn chơi, nhưng sau nhiều năm phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, đến nay thanh trà đã trở thành một loại cây ăn trái đặc trưng của địa phương này. Trên địa bàn xã Bình Minh có khoảng 27 hecta diện tích trồng thanh trà. Thanh trà thường bắt đầu cho thu hoạch từ sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng 4. Thời điểm chính vụ thường rơi vào tháng 2 âm lịch. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng nên cây thanh trà trồng ở Bình Minh sinh trưởng tốt cho năng suất cao, có hương vị đặc trưng được người tiêu dùng biết đến. Mỗi vụ, một cây thanh trà có thể mang lại lợi nhuận khoảng 50 đến 60 triệu đối với thanh trà ngọt và 20 đến 30 triệu đối với thanh trà chua. Sản lượng thì năm nay nó tăng hơn mỗi năm. Cái giá thì năm nay nó nó cũng cao hơn mỗi năm nữa thì nhờ thời tiết thuận lợi đó thì dân thanh trà của Bình Minh mình thì hiện giờ bán được thu nhập được ai cũng mừng đối với cái cây thanh trà này là cây mang lại cái giá trị kinh tế thu nhập cao cho người dân thì hiện tại thì giá đối với thanh trà chua thì đầu vụ thì 50 thì đến thời điểm nay cũng 30.000 đồng đối với thanh trà ngọt thì từ 120 đến 130 000 đồng mua tại vườn. trước kia người dân chủ yếu trồng thanh trà chua những năm gần đây, từ sau khi hợp tác xã Thanh trà ngọt Đông Thành được thành lập và nghiên cứu, lại tạo ra giống thanh trà ngọt đạt chất lượng tốt, cho năng suất cao nên diện tích thanh trà ngọt tại Bình Minh đang dần được mở rộng. Chúng tôi ghi nhận cái ưu điểm rất là lớn của cái giống thanh trà ngọt này, đó là thứ nhất là trái to, đậu trái dễ và năng suất cao và cái chất lượng thì nó ngọt thì chúng ta thấy là cái trái nó còn ẩn xanh như vậy nhưng mà ăn đã ngọt rồi thì tôi cho rằng đây là một cái địa giống tương đối là tốt có lẽ là cũng trong tương lai thì địa phương nếu có cái chương trình nghiên cứu đầu tư để mà xác định thêm một số đặc tính để mà có thể cải thiện năng suất rồi chất lượng nữa thêm nữa thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái đặc sản quý của thị xã Bình Minh và tỉnh Vĩnh Long nói chung. Bên cạnh việc thu hoạch và bán trái thanh trà, người trồng thanh trà ở Bình Minh còn thu lợi nhuận từ bán cây giống. Hiện nay, cây giống thanh trà chua có giá từ 20 đến 30.000 đồng một nhánh. Cây giống thanh trà ngọt có giá từ 200 đến 250.000 đồng một nhánh. Hiện đây là loại trái cây được địa phương lựa chọn đăng ký tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp và hướng đến phát triển du lịch sinh thái gắn với thương hiệu thanh trà Bình Minh.